Xin chào các bạn đã quay lại với căn bếp nhỏ của cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn bí quyết làm món snack khoai tây từ khoai tây tươi, giòn rụm ngay tại nhà, ngon y như trong mấy ống khoai tây bán sẵn, giòn tan và vàng ươm. Cách làm đơn giản nhưng độ giòn giữ được rất lâu trong nhiều ngày, làm cho các bạn nhỏ nhà bạn tha hồ nhâm nhi ăn vặt nha. Các bé sẽ thích mê. Không chỉ vậy mà các bạn lớn cũng ghiền luôn đó. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để món snack khoai tây ngon, mình chọn những củ khoai tây lớn một chút. Sau khi rửa sạch, mình sẽ gọt vỏ và cắt lát mỏng đều nhau khoảng 1-2mm như thế này. Bạn có thể dùng dao bào như mình để cắt những lát khoai tây đều nhau như thế này ha. Ngâm khoai tây đã cắt lát vào trong thau nước, thêm một muỗng cà phê muối và một muỗng canh giấm trắng hoặc là baking soda. Ngâm khoảng 30 phút để loại bỏ tinh bột, giúp khoai giòn hơn khi chiên. Sau khi ngâm, mình rửa lại khoai để loại bỏ hoàn toàn giấm và muối nha các bạn. Sau đó nấu một nồi nước sôi, cho vào đây nửa muỗng canh bột baking soda. Hoặc không có thì các bạn có thể thay thế bằng một muỗng canh nước cốt chanh ha. Mình trụng khoai tây qua nước sôi. Có baking soda là một bước quan trọng để khoai tây đạt được độ vàng hấp dẫn nha. Baking soda làm tăng độ kiềm của nước, giúp phá vỡ các pectin trong khoai tây, làm mềm bề mặt của khoai tây. Điều này giúp khoai tây chiên trở nên giòn hơn khi được chiên trong dầu. Mình trụng khoai trong nước sôi, giúp loại bỏ một phần tinh bột bề mặt, giảm độ dính của các miếng khoai tây khi chiên, giúp tách rời và giòn hơn đó các bạn. Mình rửa lại khoai. Sau đó mình dùng khăn giấy hoặc là khăn vải thấm khô từng lát khoai tây, bảo đảm khoai tây khô ráo hoàn toàn để tránh khi chiên bị văng dầu đó. Đun nóng dầu trong chảo sâu lòng hoặc là nồi chiên ở nhiệt độ khoảng 180 độ C là 350 độ F đó. Khi dầu đã đủ nóng, mình thả từng lát khoai tây vào chiên. Bạn có thể thử bằng cách thả một miếng khoai nhỏ vào nè. Không chiên quá nhiều một lúc để khoai tây có không gian giòn đều nha các bạn. Mình chiên khoai tây trong khoảng 2 đến 3 phút. Cho đến khi khoai tây có màu vàng rụm như thế này, rồi mình dùng vá vớt khoai ra và để ráo trên giấy thấm dầu ha. Sau khi khoai đã ráo dầu rồi, bạn có thể rắc muối hoặc các loại gia vị khác như là bột ớt, bột phô mai, bột hành tỏi, tùy theo sở thích. Để khoai tây nguội hoàn toàn, rồi mình bảo quản trong hộp kính, hộp nhựa hoặc là hộp thủy tinh, bịch zip cũng được, để giữ được độ giòn. Nếu bảo quản kính, độ giòn giữ được rất lâu trong nhiều ngày nha các bạn.
cắn miếng snack khoai tây đầu tiên, ngay lập tức bạn nghe thấy tiếng rắc giòn tan luôn. Những lát khoai tây mỏng, giòn rụm, vỏ ngoài vàng ươm, được chiên vừa chín tới, giữ nguyên được độ giòn và vị ngọt tự nhiên, tạo nên một món ăn vặt khó cưỡng luôn. Rắc thêm một chút bột gia vị như là bột phô mai sẽ càng thêm ngon miệng hơn nữa. Snack khoai tây này sẽ là món ăn vặt mà cả nhà, từ người lớn đến trẻ con đều thích mê luôn. Chúc các bạn thành công và có những phút giây thưởng thức thật vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Cảm ơn các bạn đã xem video và cùng mình làm món snack khoai tây thật ngon và hấp dẫn này nhé. Nếu các bạn thấy video hữu ích, đừng quên nhấn like, share để bạn bè và người thân cùng biết. Và đặc biệt, hãy đăng ký kênh của mình để không bỏ lỡ những video nấu ăn mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn có những bữa ăn ngon miệng và đầy niềm vui bên gia đình và bạn bè. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thật sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhduong.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.